bác của chú chị là vừa mới xong cây rừng dành cho anh Tuấn này kia. Đấy, nhìn nó cũng ưa mắt hơn đúng không các bác? Đây, cho vào bóng dâm đây rồi. Đấy, nhìn như cây mộc luôn. Đấy, thì tiếp theo là đến cái chắc này. Cái chắc này thì cũng của anh Tuấn nhờ bảo dưỡng giúp. Thực tế mà nói với anh Tuấn cũng các bác là em cũng chả làm chuyên nghiệp gì đâu, và cũng chẳng có cái thuốc hay là cái kích thích hay là cái phương pháp nào đấy để làm cho cái cây nó hồi sinh hoặc là nó vượt trội xanh mướt đâu. Thì em làm nó cũng hơi bị thô sơ, các bác nhìn thì cũng đã từng biết. Tuy nhiên là em trồng thì cây nào thì xanh tốt cây đấy các bác. Đấy là điều mà em nhận thấy có vẻ như là nó có cái duyên gì đấy. Thế thì cái cây này, cái chắc này thì thực tế mà nói thì cũng chẳng cần bón sới gì đâu, mà nó bị lả lướt này là do anh đang để ở trong chung cư nhà anh đấy, cho nên là lại tầng thứ ba mươi mấy ấy, chung cư cho nên là nó chưa quen. Và thì bây giờ em làm cho anh khoảng độ nửa tháng sau là xanh tốt, mà không cần bón sới gì đâu anh nhé. Em sẽ lọc hết những cái mầm này và xuống lá cho nó thay một lớp lá mới cho khỏe. Đấy thì em sẽ làm và không có một chút phân cái điều anh nhé. Thực tế anh sang chơi thì biết nghe cũng chả có gì đâu, có mỗi mấy cái phương pháp cơ bản này. Lọc hết những cái mầm lá mầm và những cái tay yếu đi, để mục đích là mình rút ra, mình kích thích những cái mầm mới, kích thích phát triển. Thì cây cũng là một cây của mô của ông Lập mà khá là độ tiền của anh Tuấn này. Đấy, như em thì em sẽ không mua cây này đâu. Đấy, cơ bản thì cũng khá là già, tạm cho là dáng lai đi. Đấy, cứ gọi là cây chắc dáng lai. Rồi thì bây giờ lại bài học cũ nha các bạn nhé, bài những cái bước cơ bản cũ mà em đang làm. Phải sạch sẽ mà làm gì thì làm phải sạch sẽ đấy. Thank you.
Thì quay trở lại cái câu hỏi mà nhiều bác cứ thắc mắc là tại sao em lại cây nào em cũng hay rút sạch lá như thế. Thực tế mà nói thì không phải cây nào em cũng rút sạch lá như vậy đâu. Đấy, cũng tùy cái kỳ đấy, mà tùy cây đấy. Ví dụ như cây chắc này thì vô tư, rút vô tư đi. Và cái thời điểm cái lá này nó đã già rồi. Và cái thứ hai là việc rút làm gì? Ngoài việc cây thiếu chất bỏ chi ra nữa thì cái nguyên nhân chính nữa là những cái chi mà nó bị yếu, bị bóng ở dưới ấy, bị những cái chi to hơn nó đè lên ấy, là mất mặt ánh sáng ấy, là cái chi nó sẽ bị bỏ. Thì cái việc này là kiểu như việc cướp người giàu chứ người nghèo ấy, là lập lại trật tự, lập lại công bằng, rút rút hết để cho những cành yếu mà quan trọng cũng có thể nhận được ánh sáng như nhau và phát triển cùng một trang lứa luôn. Đấy các bác nhé. Đấy. Thì cái việc làm sạch sẽ đã xong, bây giờ nó sẽ lộ ra những cái lỗi hoặc là những cái dăm nó không cần thiết thì mình cắt sẽ chuẩn hơn rất là nhiều. Và nhé, mọi người xem một lượt ở trên nhé. Rất là khô quằm đấy, không không đơn giản. Cái này rất là nhiều tuổi lắm. Rồi những cái lá ở trên nó sẽ bị che hết, những cái mầm này nó sẽ rất là yếu, cho nên là phải lấy lại trật tự cân bằng được nhé. Đó. Về cái tán phần trên nó thì không không chê được, nó là một cây rất là hay. Đúng. Cái đường lũa tự nhiên là đã bị khô rồi. Đó. Sức sống nó rất là kích hoạt. Rồi, bây giờ làm nó nhé. Mà chính thức mới là gọi là rút răng này.
cơ bản là chỉ có như vậy thôi các bác, chưa có cái gì cao siêu cả, chưa vào dây, chưa làm gì cả, chỉ là một bước để kích thích cái cây này nó phát triển đều thôi, không bị bỏ răm bỏ chi thôi. Rất rụt rịt, rất rụt rịt, rất già, rất già. Cành này thì đang nuôi thả nuôi phóng để lấy lại được cái phong độ so với bên kia. Cho đi thôi, cho nó đi. Đấy, cho cành đấy ra đi, rất chiếu mắt. Thế nó sẽ lấy cái đục để cái cưa làm gọn cái chỗ đấy lại. Đấy các bạn. Rồi, sau này anh Tuấn xem có ý kiến gì cứ alo em nhé, hoặc là bắt đền nhé. Xin cảm ơn các bạn.